Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hảo Trinh TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Thì mình mới vừa tạo được một cái con xe khá là chất chơi người dơi luôn nè. Với lại là một cái cánh bướm khá là đẹp đó mọi người. Đó, thì hôm nay mình được ra một cái clip là mình sẽ nói về cái đồ đầu gương cho ngày mai. Với lại là mình sẽ tiết lộ cái món quà thật là to lớn đến từ nhà phát hành nha mọi người, trong cái sắp tới nha. Sắp tới là các bạn sẽ nhận được cái món quà đó đó. Đó, thì là trong cái đầu gương này nè mọi người, thì mọi người sẽ nhận được 3 món nha. Thì 3 món này không có món nào màu tím hết trơn mọi người ơi. Thì đầu gương là lúc ngày 5 tháng 6 năm 2022 vào lúc 4 giờ sáng cho đến sắp xỉ là ngày 6 tháng 6 năm 2022 cho đến lúc gần 4 giờ sáng luôn nha mọi người. Ngày 5 tháng 6 là ngày chủ nhật, ngày 6 tháng 6 là ngày thứ hai nha. Đó, thì bây giờ nó ra cái thời gian như vậy á thì mọi người có thể là đào bất cứ lúc nào cũng được luôn. Thì nó đã fix cái lỗi rồi cho nên là nó sẽ không còn cái lỗi để cho các bạn mà kiểu như là nhìn xuyên thấu ở dưới đáy mà thấy được cái đào gương giống như hồi lúc đâu nha mọi người. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vừa chơi thì trò chơi và mình vừa nói những cái thông tin quan trọng để cho các bạn có thể nắm được. Bạn đã tải Flutter phiên bản quốc tế chưa? Thì nếu như mà những bạn nào mà chưa tải á, thì các bạn nên tải từ bây giờ đi nha. Tại vì sắp tới á, là nó sẽ không còn nữa đâu. Với lại là nó sẽ rập rất là nhiều cái gắt gói cho những bạn nào mà sắp tới là chuẩn bị cập nhật sang Việt Nam nhưng mà không chưa có Flutter phiên bản quốc tế á, mọi người. Để có thể chuyển đổi sang phiên bản Việt Nam thì phải giữ nguyên tài khoản hiện tại. Các bạn nhớ giữ nguyên phiên bản quốc tế trên thiết bị điện thoại, tuyệt đối là không được xóa đến khi chuyển đổi thành công nha. Chúng mình sẽ thông báo thời gian phiên bản Việt Nam ra mắt sớm nhất và hướng dẫn cho mọi người chi tiết về cái cách chuyển đổi. Có thông tin chúng mình sẽ báo cho mọi người liền nè. Chúng mình cũng nóng lòng đón mọi người về Việt Nam lắm rồi đây. Mọi người chuẩn bị bật chế độ bay lên cùng mình nhé. Và tất nhiên là chúng mình cũng sẽ có một món quà dành cho mọi người. Cho nên là mọi người yên tâm nha. Thì món quà đó chính là phần thưởng là giá trị mà sẽ nói nhỏ cho tất cả các bạn nghe thôi nha. Đừng có nói cho ai nghe hết. Đó chính là 500 kim cương đó mọi người. Cực kỳ đã luôn nha. Thì tự nhiên mình leo cái chỗ này xong cái mình bị quên cái cách trích sao luôn rồi đó mọi người. Mình kêu mọi người cứu mình nè. Và bây giờ là mình sẽ tự suy nghĩ cái nè mọi người. Mình sẽ đứng lại gần cái kiểu như là cái ngang ngang với cái màu xanh lá cây nhạt đó. Rồi sau đó mình sẽ đứng lên nè mọi người. Mình sẽ nhích nhích lên. Nó sẽ cho nó ngang như vậy á. Rồi cái mình nhảy lên được luôn nè mọi người. Oh my god luôn. Hổm giờ là mình không leo được cái map đó luôn á. Nhưng mà bây giờ kiểu như là mình đi chậm chậm lên thì mình leo lên được nha mọi người. Trời ơi, mình mới bật chế độ hack lên đó mọi người. Và đây chính là cái phần quà từ ngày 4 tháng 6 cho đến là ngày 10 tháng 6. Cho nên là các bạn nhớ duy trì đăng nhập hàng ngày để mà nhận được mấy món quà này nha. Cái hộp quà màu tím tím á là các bạn sẽ mở ra được đá quý á nha. Thank you.
Clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây nha. Thì các bạn nhớ cho mình một nút like nè, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo của mình nha mọi người.